Đây mọi người, ốc này. Ốc này thì người ta bảo là phải ăn được cả cái phần dưới này của nó ấy. Nó có cái vị gọi là mùi, hơi mùi thuốc, thuốc bắc ấy. Đây, hạt cho chấm nhá. Ngập như này. Ê, mời mọi người nhá. Mời mọi người nhá. Đỉnh cao luôn. Đây mọi người ăn cua này. Đấy, thịt nó như này mà. Thử chấm với nước chấm ốc này. Cũng hợp luôn. Còn chào mọi người nhá. Mọi người trên đường về thì thế cô cho vào đủ cân đi. Hà có trên đường về thì Hà mua ít cua núi với cả ốc núi rồi về chiều nay Hà với Tuấn uống bia. Đấy, bây giờ thì đang ở Hòa Bình mọi người, đặc sản của Hòa Bình hay vùng cao thì là có con cua núi này rất là ngon. Thế mà hôm đi Thác Thiên mình bắt toàn con bé quá nhỉ, không được con to này. Vâng, cô cho con nào cũng được. Mình mà bắt được con này mình khoe cả làng. Nhờ Tuấn nhờ. To. Được chưa cô? Vâng. Cô ơi, cô cho cháu thêm cân ốc to nhé. Về cho chị em nữa. Lạ lạ. Đây có măng, măng muối này cũng ngon đấy cô nhỉ? Măng muối ngon này. Măng bao nhiêu tiền lọ cô? Măng đấy 40.000 một lọ. 50, tí cho con một lọ nhé. Vâng, tí cô cho con một lọ nhé. Ốc này ốc to hả cô? Ốc to đấy. Vâng. Nhặt vừa giống nhau hết mà. Còn té bé thì ở kia. Mọi người ạ, đây con cua, mọi người nhìn con cua to không? Đây. Đây mọi người này, con cua này to to đùng này. Đấy. Chỗ này một cân thì được bao nhiêu con cua cô nhỉ? Chắc phải được gần chục con đấy. Được không cô? Vâng vâng, 160 bao nhiêu cũng được cô. To phết đấy mọi người ạ. To đấy. Nhưng con này mà nó cắp thì đau lắm. Ôi ôi, nó một con nó ra. Một con nó ra. Đây đây, con nhìn được to phết đấy. Rồi, con xin. Được bao nhiêu con cô? 9 con. 9 con. Ok rồi đấy. 1 2 3 4 9 con ạ. Vâng vâng ạ. Đây ốc đây. Được cân chưa? Cần mốt cũng được. Đấy, 160 với ấy là cô cho con măng nữa. Cua này người ta đang bán là 150.000 một cân mọi người ạ. Còn ốc thì 65.000 một cân. Được chưa cô? 78 cho một con đấy, cho 80. Vâng vâng. Được tính 80, thế là bao nhiêu cô? 80 nhé. 240 à? 240. Cô cho con lọ măng nữa. Bây giờ Hà sẽ di chuyển về Hà Nội để chiều hấp cua mọi người nhá. Đấy, lọ măng để bỏ lọ măng để vào thùng Tuấn ạ. Một lọ thôi ạ. Ăn được lâu lắm đấy mọi người. Cái này mới, cái này này. Vâng vâng. Trong người luôn. Vâng vâng vâng, được rồi cô ạ. Vâng vâng. Cái này sợ nó ra xe mọi người, bỏ vào thùng thôi. Ừ, nhờ con cung là đường mòn Hồ Chí Minh này đi khá là đẹp đấy mọi người ạ. Đi cảm giác nó mát lắm, mát mát lắm. Nhiều cây này, rừng này, đi loanh quanh qua cũng rất rất mát. Bây giờ thì đi về Hà Nội thôi mọi người ạ. Mọi người coi vừa mới ở Hòa Bình về xong. Vừa về chưa được nghỉ tí nào luôn. Vừa bỏ được con cua với con ốc vào trong kia, bây giờ chuẩn bị sơ chế mọi người ạ. Đây thì ngoài ra giới thiệu mọi người, đây là cái trung tâm dạy nấu ăn, pha chế, làm bánh do vợ Hà với vợ của Tuấn chung nhau và dạy học về các món về chè cũng như là về các món ăn vặt như chân gà hay là các món về ốc nữa. Đây mọi người, bây giờ thì Hà sẽ sơ chế cái con ốc này. Ốc này thì thực ra thì nếu như mà có thời gian ấy thì mình sẽ ngâm với nước vo gạo một lúc thì nó sẽ sạch hơn. Đấy, bây giờ mình sẽ cho vào ngâm đó mọi người nhé. Ngâm, mình cắt một quả ớt vào này để nó nhả bớt cái bẩn. Đây Hà cho mấy quả ớt này vào, ngâm một tí. Cua cũng thế, Hà cũng rửa qua tí.
Mọi người, con cua này nó to lắm mọi người ạ. 9 con một cân, 9 con một cân mốt. Là cũng là size to rồi đấy mọi người ạ. Như này là tương đối là to rồi. Và mọi người nhìn thấy nó, nó như này mà. Đấy, tương đối là to đấy. Con này thì nó cắt thì cực kỳ là đau luôn. Nên mọi người cẩn thận nhá, không, nó không nhả đâu. Mà nó đào tẩu nhanh lắm. Cái này thì tí nó, nếu cần thiết thì mình phải cho đá vào mọi người, mình để mình kỳ sạch để nó ngất đi. Mọi người có nhìn thấy nó có hai màu mọi người, một màu là màu vàng, màu là màu đỏ. Đấy, nó đều là cùng một giống thôi, nhưng màu khác nhau. Hình như con vàng là con cái hay sao ấy, nếu đoán vậy. Đây con đực nhá, đây là con đực này mọi người này. Con vàng này xem có phải là con vàng là con cái, con đỏ con đực nhỉ? Cũng con này cũng là đực nốt. Đây không phải, nó có thể nó đây con cái này, hai giống khác nhau ấy. Đôi 4, 6, 8, 9 con, hai anh em uống bia, 9 con bia với cân ốc này. Đấy, bây giờ ngâm một tí nhá cho sạch nhá. Đấy mọi người, bây giờ sau khi mình ngâm được một lúc rồi mọi người ạ, thì bây giờ mình sẽ bắt cua cho vào nồi thôi. Thôi Hải cũng làm đơn giản là hấp mà, cho xả xuống và hấp này. Con này ấy, cũng không cẩn thận là nó bò ra ngay. Nếu mà ấy thì có thể là cho đá. Hấp bia cho thơm nhỉ. Ốc hấp riêng, cua hấp riêng. Ngon ngon rồi đấy. Bây giờ mình thái xả mọi người. Cái dao này không đập được xả. Chơi được, thái cũng được. Cho tí mì chính nhỉ. Nhiều người thì bảo là ăn mì chính nó có hại hay nọ kia, thì thực ra mình ăn với số lượng nó ít ít thì cũng vẫn được mọi người. Không thì nó quen cái gia vị rồi. À, cho một chút mì chính nhé. Xong rồi sẽ hấp bằng bia. Đây, bây giờ mang ra ngoài hấp cho nó sáng mọi người nhé. À, sẽ hấp nhé mọi người nhé. Cho bây giờ cho bia vào. Cho một lon bia mọi người nhé. Bọn này nó nóng, nó nhồm nhồm lên. Tí là nằm im hết mà. Bây giờ vào sơ chế ốc để hấp luôn ốc mọi người ạ. Cua này mình có để kệ nó khoảng tầm tí là chín mà. Ốc này người ta còn hay người ta còn gọi là ốc thuốc đấy mọi người ạ. Nó ăn toàn vị thuốc thôi. Nhưng mà khá là rẻ, 65.000 một cân. 65.000 cân thôi. Rồi, cho xả này. Có ớt không? Cho một hai cho ít ớt vào. Đấy, chút mì chính này. Anh em làm đơn giản thôi mọi người ạ. Còn một chút bia thì Hà cho vào nhé, không cần nhiều nước quá đâu mọi người ạ. Ốc này nó tự nó ra nước mà. Bây giờ thì nó hấp cả ốc cả ấy luôn. Để lấy cái nắp. Ốc thì nhanh chín hơn cua mọi người ạ, nên là mình Hà sẽ vớt ốc ra trước. Vớt ốc ra trước. Đi kiếm cái gì xiên nhỉ. Đây không có xiên que à. Hôm qua bạn Tuấn đang pha nước chấm mọi người ạ. Pha nước chấm ốc. Nước chấm ốc thì chủ đạo là gừng xả, ớt, đường, giấm. Không có tỏi đâu mọi người ạ. Đấy, đây là chỗ ốc này. Thơm lắm. Thơm rồi đấy. Cua thì không biết được chưa nhỉ. Cũng lâu lâu rồi đấy. Trước ốc mà.
Thôi đợi thêm khoảng 2-3 phút nữa đi. Cua thì chắc cũng chín rồi đấy. Đợi thêm khoảng 2 phút nữa đi cho nó chắc. Rồi mọi người ạ. Mình đoán thế thôi, vì cũng luộc lâu lâu rồi. Đây gọi là luộc chứ không phải là hấp nữa. Đấy, cua. Bông ăn cua không Bông ơi? Cái này mình có đá thì mình đã ngâm vào đá thì để nó sẽ không bị rụng càng mọi người ạ. Nhưng mà vì là vừa anh em ăn thôi mà, rụng thì cũng ăn thôi, nhưng mà nếu mà bán cho khách ấy thì muốn để nó không rụng càng thì mình ngâm qua đá để cho nó gọi là dạng nó bị ngất đi ấy, thì nó không bị rụng những cái càng này. Đấy mọi người, đây xong. Bây giờ đã ra thưởng thức thôi mọi người ạ. Mọi người, đây là ốc thì sẽ chấm bằng cái nước của bạn Tuấn, bạn ấy đánh làm ấy. Thì công thức thì là một mắm, hai nước và một giấm đúng không? Một giấm, đường nữa. Đó, mì chính. Và trong đó thì có gừng với sả, gừng sả lá chanh. Và nếu mà có tắc thì mình có thể là cắt một ít quất ấy vào nữa. Cắt mỏng ra, mình cho vào đây. Như thế này thì Hà ăn cũng thấy được rồi. Cá cay. Còn cua thì anh em mình chắc chấm chẩm chéo thôi nhỉ. Chẩm chéo nhà Hà vẫn đang bán chẩm chéo mọi người nhé. Chẩm chéo này thì có thể là dùng nước canh hoặc là nước lọc để mình có thể là mình hòa tan. Nhưng mà chấm cho cua rồi nên là không cần, để ăn trực tiếp luôn. Thơm. Hồi hộp thế nhỉ. Cũng đói đói nhỉ. Anh em mình đi căn bản ở bên chỗ nhà em Trọng uống rượu nhiều quá không chịu ăn. Về trên đường về thì cũng hơi đói đói. Vẫn phong cách là về uống tí bia mọi người ạ. Anh em này, về Hà Nội thì uống bia Hà Nội thôi. Bon ơi, có ăn ốc không con? Dạ. Ăn cua không? Dạ. Tí nhá. Đây, tí nguội bố cho nhá. Vâng. Đợi tí nguội nhá. Cho ăn càng. À càng đây con. Đây, cho cái càng này. Ôi, con kiếm cái gì con đập đập lên nhá. Ăn cua không? Đây, chú cho con cua. Cua. Bác cho con cua này. Xin phép mọi người nhá. Tuấn ơi. Ok nhá. Thử nhá. Mình lấy tay mình cắn, lấy răng cắn luôn. Ôi trông thấy nhiều thịt lắm mọi người. Nhưng đùa thịt hơi bị thơm đấy. Hà cứ nghĩ rằng Hà cứ nghĩ rằng cua này nó không ngon đâu. Nhưng vừa ăn miếng thịt rất là thơm luôn. Nhiều thịt phết đấy. Ăn nó hơi lát nhát tí thôi. Nó không được bự như kiểu cua biển. Càng nó như này thôi. Nhưng cái thịt rất là thơm. Để Hà thử nhá. Thử bóc ăn một con nhá. Gạch à. Nóng nóng mọi người ạ. Đây đây thịt nha mọi người này. Chấm tầm cháo. Không có nỗi nào không? Ngon đấy. 150.000 một cân này mọi người. Một cân được nhiều này mà. Tuấn như thế nào? Tuấn đang lấy kẹp. Chẩm chéo đây mọi người có thể bắt chanh này mọi người nhé. Bắt nhiều chanh này. Nó cũng rất là hợp luôn. Có ăn cua con? Để bố gỡ cua cho. Bắt chanh thì nó sẽ dịu hơn. Để bố lấy cua cho con nhé. Bắt tóc tai bù xù với con. À đây để bố lấy cái càng nhá. Tuấn công không có cách nào ấy à? Ăn à? Răng kém đúng không? Hà nói thật, cái này con cua là thịt rất ngon. Nghe Hà nói thật. Không phải Hà khen đâu, như mà nói một sự thật ấy. Thịt nó rất là thơm. Tuy nhiên thì nó hơi khó ăn một tí, là nó hơi lắc nhắt. Nên có thể gọng gọng này thôi. Chứ còn đánh giá của Hà là thịt rất thơm và chắc nữa. Mà nó nhiều thịt lắm nhá. Thịt rất thơm luôn.
chắc đấy. Cái này thì hợp với uống bia, hợp với uống bia rồi này. Rất là nhiều gạch luôn mọi người, đây này, à, có thể chỉ cho mọi người này, nó đặc thịt gạch luôn này. Đấy. Không được ngon lắm. Nè, cạch cái nha, mời mọi người nhá. À, đã. Thử con ốc này các bạn. À, Hà Còi đã thử con ốc nhé. Ốc này người ta hay còn gọi là ốc thuốc đấy. Đây mọi người, ốc này. Ốc này thì người ta bảo là phải ăn được cả cái phần dưới này của nó ấy. Nó có cái vị gọi là mùi, hơi mùi thuốc, thuốc bắc ấy. Đây, Hà sẽ chấm nhá. Ngập như này. Ừ, mời mọi người nhá. Mời mọi người nhá. Đỉnh cao luôn. Hà cảm giác là nó thơm và rất là giòn. Hà cảm thấy giòn hơn cả là ốc ốc biêu ấy. Bạn thử xem. Rất là giòn luôn, thơm cực. Cái dưới này này. Khó lấy phết đấy. Đấy, nhưng cũng bỏ bớt đi. Một tí ở dưới thôi. Ừ, cứ gọi bỏ lên đi cũng được. Bạn thấy giòn không? Mà rẻ nhỉ? Giòn. 65.000 một cân này. Ốc này liệu nấu chuối đậu được không? Được. Được đấy nhỉ? Đúng không? Vì nó giòn như thế mà. Cái này có khi om chuối đậu cũng được đấy mọi người ạ. Nó giống kiểu hệ ốc ta. Ừ. Nó ngọt. Nhưng nó ngọt. Nó rất là giòn luôn. Rồi mọi người nhá, nước chấm bạn Tuấn làm cũng ngon đấy. Thơm, ưu điểm là thơm, rất là thơm luôn. Muốn tội con này ăn mấy con là no. Nó nhiều thịt mà. Đây mọi người ăn cua này. Đấy, thịt nó như này mà. Thử chấm với nước chấm ốc này. Cũng hợp luôn. Cái này nó cái vỏ nó giòn giòn nhá. Nó không bị cứng quá. Cái này thì không biết các bác ở trong Nam có không, nhưng mà ngoài Bắc này thì đến mùa đấy. Mùa này là mùa rất là nhiều về cua gạch ấy. Rất nhiều gạch. Chấm ốc à? Con này có khi nấu canh cũng được cái chứ nhỉ, gạch nó nhiều này mà nhỉ. Thế nào? Gạch nó cũng thơm à? Hôm nay Hà ăn cái con vàng thì không thấy ngon lắm. Cái chỗ gạch không thấy ngon lắm. Con đỏ thơm. Đỏ thơm à? Con vàng ngon. Vàng. Mùa này thì ở nhất là Hòa Bình, Hà thấy là Hòa Bình, Ninh Bình là nhiều cái ốc núi này. Hà có xem cái phóng sự mà cũng họ đi bắt đấy, buổi sáng sớm họ đi họ bắt đấy. Con ốc này thì nó sống ở trong đồi núi, còn con cua này nó sống ở suối mọi người ạ, nó sống ở suối ấy. Đi hôm mình đi Thác Công Thiên thì bắt được mấy con bé bé. Hà mà đi bắt con này chắc là Hà phải quẹt cả làng. Gặp được con này ngoài đời thì sướng nhỉ, đúng không? Con này thì mấy anh em nó họ còn nướng lên mọi người ạ. Nướng lên cũng rất là ngon nhé. Con ốc này cũng thế này. Ốc này anh em bảo là ăn nướng ngon hơn. Ăn là ăn hấp. Nó giống giống kiểu ốc mỡ, mỡ thu nhỏ nhỉ. Cái này là to đùng. À, từ con ốc tiếp nè. Hôm nay anh em mình hơi thiếu rau thơm nhỉ. Ăn mấy cái đồ đặt vặt này có tí gọi là rau thơm.
Ồ, không, cái phần này nó không phải phân đâu bạn, không biết có phải phân đâu. Có khi là phân của nó nhỉ mọi người nhỉ. À thấy nó phân hay là trứng. Ủa, trứng chứ nhỉ. Trứng, trứng phải phân, nó có con những hạt nhỏ nhỏ này. Ừ. Trứng. Trứng mọi người ạ. Đấy, mời mọi người nha. Con này rất là nhiều trứng luôn. Con này nó đang đẻ con mọi người, trên nó có sàn sạn như này. Đang nuôi con. Mình mà biết nó có trứng mình thả nó ra. Thả ở đây không biết nó có sống được nhỉ? Nóng, không sống được. Không sống, nó phải mát chứ đúng không? Nói chung là ốc à, rất ấn tượng với ốc này. Rất thơm. Rất thơm và ngọt. Giòn. Giòn và ngọt. Tuấn có nhận là cái ăn cái này nó rất là hợp với kiểu bia không? Ừ. Nhất là cái càng này. Chấm chấm mút này có thịt này. Giòn. Cái vỏ nó giòn. Cái vỏ nó giòn và nó có thịt thịt ở trong. Ngọt ngọt. Tuấn không kéo tay không còn nhặt được. Mình thì nhằn nhằn thôi. Nói chung là theo Hà đánh giá thì nó có khi mua thì nó có một con màu vàng, con màu đỏ. Thì cảm nhận con màu đỏ, bây giờ mình ăn mình cảm nhận con màu đỏ ngon hơn. Đỏ ngon, đỏ ngon hơn vàng. Các bác nào mà ở trong Nam ấy, không biết trong Nam có không thì Hà cũng biết, nhưng mà ngoài Bắc các bạn con này nó cũng phải sống ở cái vùng nước nó mát mát ấy. Thưởng thức, nên thưởng thức một chút cái cua núi này cũng hay. Cua núi, ốc núi này. Nó con nó có một cái vị riêng. Nhưng mà đúng ra nếu mà mình nướng lên có khi để ngon. Nhờ, nhưng kỳ công một tí thì ngon. Ốc này nướng tiêu được không à Tuấn? Ốc này này. Này. Ừ. Tiêu miệng nó hơi bé. Miệng hơi bé à? Hình thù con ốc này cũng hay nhỉ. Như kiểu cái còi gì ấy, như kiểu cái kèn còi gọi là còi ô tô. Bắt đến bao giờ được cân ốc này nhỉ? Nó khi vào cái chỗ nó có nhiều, nó nhiều ấy chứ nhỉ. Mà chạm cái này. Thì mọi người ấy, thì Hà Còi cũng bắt đầu quay lại trở lại làm YouTube rồi, thì mọi người xem ấn like và ủng hộ Hà Còi nhé, để Hà có nhiều động lực hơn. Thời gian này thì Hà có quyết tâm quay lại YouTube để ra nhiều cái trải nghiệm mới cho mọi người xem. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Hà có thể nói thêm nữa là Hà đã bán thêm cả phở bò buổi sáng nữa. Phở bò buổi sáng và đang chuẩn bị là triển khai là phở trắng tay nữa. Thì mọi người có gì ghé qua nhà hàng OK Con Dê để ủng hộ Hà Còi nhé. Cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.